Văn Lâm có thể ra sân ở trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội. Văn Lâm sẽ di chuyển cùng câu lạc bộ Bình Định ra Hà Nội vào chiều ngày 31 tháng 8 để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà trên sân Hàng Đẫy vào ngày 2 tháng 9. Đây là trận đấu lớn với riêng thủ môn Việt Kiều và nói chung với đội nhì bảng câu lạc bộ Bình Định. Thủ môn mang áo số 35 nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên được đăng ký thi đấu ở V-League 2022. Nếu đảm bảo sức khỏe và thể hiện tốt trong những buổi tập tới, Văn Lâm có thể được bắt chính khi gặp đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Hôm 28 tháng 8, thủ môn 29 tuổi đã ra sân chào khán giả trước trận thắng Bình Dương 4-1. Đó là thời điểm Văn Lâm vừa bình phục sức khỏe sau khi bị nhiễm COVID-19 chỉ 2 ngày sau khi đặt chân đến Quy Nhơn. Hiện tại, anh đã ổn. Nếu không nhiễm bệnh và căng cơ thì Văn Lâm có dịp ra mắt khán giả Quy Nhơn ở các vòng đấu trước. Bình Định đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ khi đạt thỏa thuận với Lâm Tây. Họ cũng thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết Văn Lâm rất háo hức trước trận đấu đầu tiên của mình cho câu lạc bộ Bình Định. Vô tình đây lại là trận ra mắt trước nhà vô địch V-League 2019. Bình Định đang thua Hà Nội tới 7 điểm sau vòng đấu thứ 14. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!